thì cái căn da mặt cổ điển á bây giờ nó bị biến tướng hơi bị nhiều nhiều. Thì các cái clip các bạn coi trên mạng xã hội, các bạn cứ thấy người ta cắt vậy, các bạn cũng về bắt chước cắt rồi á, là mấy cái khóa đào tạo gì đó mà tôi thấy không có phải trường đại học gì hết trơn, cũng đào tạo rồi cái vẽ rồi cái cắt miếng da rồi khâu lại kiểu này. Tôi không hiểu sao các bạn trẻ có cái dấu hiệu sệ cái vùng hàm này hay khóe mũi miệng cứ đi cắt cằn cổ điển, tại vì cứ nghĩ nắm cái tay lên vậy thấy nó chắc nè, nhưng mà mình cứ khâu da lại là mình buông cái tay mình ra là cái mình há miệng cái da nó lại kéo xuống, cái nó cũng sệ y cục đẹp ha. Cái khóe mũi miệng nó dày y càng nguyên cái đống mỡ chỗ này, nó dày cái nó cũng dày y chang vậy. Thành ra là cái căn da mặt cổ điển là gì, những trường hợp nào người ta dư da quá mức, tức là lão hóa ở mức độ nặng ha, mà nó bị nhão trùng nhiều, cái lớp smart ở dưới nó cũng lỏng luôn, thì người ta có thể phối hợp người ta kéo chỉ lên. Bây giờ nha, theo tôi ha, kéo chỉ lên nó dồn cái da vô đây rồi người ta mới cắt ít ở đây. Chứ còn ví dụ như những trường hợp mà cái mỡ mặt vùng trung tâm nó dày quá, nó chảy xệ nhiều xuống, rồi mình căng da mặt cổ điển á, mình đa số người ta sẽ cắt ở đây nè, cắt đúng đó nha, cắt từ thái dương nè, đi theo cái bình tai mà sát trên đây nè ha, và vòng qua cái tai này và đi ra phía sau này, chứ không có đi xuống đây ha. Thì người ta sẽ bóc tách cái da ra cỡ này, không ai bóc được vô tới khóe miệng. Tôi nghĩ là không có cao thủ nào bóc vô đây á, tại vì đây là một cái thần kinh cực kỳ quan trọng cho toàn vùng mặt, đó là thần kinh số 7 ha. Và người ta khi người ta thực hiện đúng á, người ta phải bóc tách dưới lớp smart á, mà cái thần kinh nó ở rất là gần cái lớp smart đó ha. Bác sĩ mà không thuộc phẫu thuật là đụng vô như chơi luôn ha, làm tổn thương là liệt nguyên nửa cái mặt. Thì người ta mới tách cái lớp smart một chút, cái người ta khâu cái lớp smart, người ta kéo cái mô ở dưới cái mỡ này nè ha. Cái lớp smart là cái lớp dưới cái mỡ dưới da này, nó kéo lên, nó khâu lên ha. Thì nó kéo một phần ở đây là chính theo cái sức căng kéo ha. Nhưng mà nếu những trường hợp mà mỡ ở đây nó nhiều hay cầm nó teo đi, nó tạo cái sự mất liên kết giữa má và cầm, thì là mình có kéo đi chăng nữa thì cái phần khóe mũi miệng nó vẫn sâu, mà trong khi cái da ở đây nó rất căng. Do đó cái hiệu quả nó cũng tùy thuộc vào vấn đề mà chúng ta mắc phải là cái gì, và nó cũng sẽ luôn luôn bị cử động đàn hồi ảnh hưởng. Nếu như những trường hợp mà những người lớn tuổi ha, ví dụ 60, ít mỡ dưới da, chỉ có da mỏng và lỏng lẻo quá nhiều, thì ví dụ căng lên thì mình sẽ thấy cái hiệu quả nó cao hơn ha. Rồi ví dụ như về có yoga, có thiền định, có làm cho cái chuyển hóa cơ thể nó tốt hơn, thì có thể nó có độ căng tốt hơn. Tuy nhiên cái lão hóa luôn luôn đi kèm với sự teo mô, thì cái căn da mặt cổ điển nó cũng mới giải quyết cái phần da thừa thôi, nó không giải quyết được một cái tổng thể. Nó gọi cái chữ even là một cái mặt mình nó đều cân đối từ trên xuống dưới ha, nó không có điểm gập ghềnh lồi lõm teo tóp nghèo nàn cái dinh dưỡng ở bề mặt da thì nó mới đẹp được ha. Chứ không phải là mình cứ kéo căng lên là nó đẹp đó. Mọi thứ, mà đặc biệt là ở những trường hợp như 60-70 á, là chắc chắn cầm sẽ bị teo cái độ nhô và môi sẽ mỏng dần đi ha. Đó, thì tùy theo là vấn đề là cái kết quả mình mong đợi là như thế nào. Thôi hơi căng nhẹ chút cũng được ha. Thì chấp nhận như vậy cũng ok. Thì cái kết quả của căn da mặt cổ điển á, nó cũng sẽ theo cái vấn đề mắc phải, cái tốc độ lão hóa, mọi thứ đều phải theo tốc độ lão hóa. Không có cái gì mà mình thôi căng cắt đi, tại mấy bạn mà trẻ trẻ đó, có sệ sệ đây. Trời ơi, tiêm filler phải 2 năm tiêm lại một lần, rồi căng chỉ thì cũng phải dậm đi dậm lại, thôi mình cắt da đi cho nó tiện, nó nhanh hơn, nó lâu hơn. Các bạn suy nghĩ là như vậy, nhưng thật ra đó là một suy nghĩ cực kỳ sai ha.